Ok, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với game đấu thôi. Dẹp qua trò lá thích deny đi, mình cảm thấy cái trò này ngu quá. Thật ra mình lá thích deny ngu vãi lồn. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với game đấu giữa Complex City và LGD, game đấu thứ 3. Complex City thì ba lượt ban đầu thì họ ban đi Naga, Elder Titan, Bounty Hunter, bích luôn cho mình Zero Copter và Nayan rồi, bích rất sớm con carry Zero Copter này và thậm chí là bích luôn cả anh Dai. Thật ra thì bích sớm cho Zero Copter và Nayan á, cái mục đích của họ khi á mà lượt bích trước là thuộc về đối phương, hai lượt bích deal này thì họ cũng lựa chọn luôn hai con này, họ hướng nhắm tới nhiều hơn con Dain so với Zero Copter, tại vì Zero Copter thì nó sẽ là một hero cao to cực kỳ mạnh và anh Dai cái bắn lan của nó sẽ hủy diệt cái lượng zombie từ cọc của anh Dain cực nhanh và phá cọc cũng siêu khỏe. Trong khi đó thì LGD Gaming họ ban tiếp tục đi cho mình đó là hai hero Chen và Enchant, Quick Doctor, thậm chí là Natural Fast NB cũng đã bị ban ra rồi. Có vẻ như cảm nhận thấy được con NB của bên phía Complex City Game vừa rồi tương đối là khó chịu ở cái vấn đề là đẩy lane cực kỳ nhanh. Bích Aini và bên bây giờ sẽ là được ban thứ năm từ phía của Complex City. Game vừa rồi thì cái bộ đôi này đánh cũng tương đối tốt. Tuy nhiên thì game này thì cũng không nhất định là phải ban đi Sven, thì Sven cũng bị tao counter rất nhiều. Vậy là ban đi SF từ phía Complex City. Vậy mình sẽ chai hát tá thích deny. Bữa nào đăng group khoe em được lên lên gold rồi, em không còn là silver nữa. Thật ra thì mình đánh toàn đánh sập không à, đánh sập đánh nạp lane không à, ít khi nào đánh mid lắm, đánh mid cực ngu luôn là khác, nên lá thích deny ngu cũng là chuyện bình thường, tự giận mới thấy mà hẳn thấy là lá thích deny ngu mà. Bây giờ thì bích thứ ba, bây giờ có được cái combo AOE tốt của Gyrocopter cũng như là anh Dai rồi, bích thêm để mà combo với hai con này cũng khá là nhiều con khác, có thể là một đè thêm một con ram gan mạnh như là tất cả để mà hỗ trợ lên với Raptor, thì Raptor rất dễ ăn mạng early game và xanh sớm. Chờ cái lăng của tất cả cứu cũng ngon, tất cả lăng cứu thì thoát khỏi lượng tiền của Ben cũng như ngủ của nó, cũng như là nhiều khi xanh thì có thể là cứu đồng đội khỏi Tiny các kiểu là điểu. Mình nghĩ một con tất cả trong game này dành cho Complex City là khá là hợp lý. Còn ở vị trí đi mid thì ở vị trí đi mid mà nếu bây giờ đi mid một lần nữa đối đầu với Tiny vậy là xanh kinh. Ok, sang kênh thì LCD bích ngay cho mình Rubik luôn. Rất nhanh một lựa chọn. Khi mà lựa chọn Rubik này cho mình, Rubik với cái nhất của mình lấy thêm một. Nhưng mà mình lại cảm nhận thấy cái việc đánh Rubik của LCD nó giống như con dao hai lưỡi vậy. Nếu như mà Rubik đánh tốt đúng không? Rubik đánh tốt thì ăn cắp được skill ngon, ăn cắp được cắm cọc của Dain cũng như là những cái stun hoặc là với center khó chịu của Senkin thì nó sẽ là một vũ khí lợi hại trong combat. Còn mặt khác, cả hai con sập của bên phía LGD Gaming, hai con sập này đều rất là mỏng và skill của nó đều là single target. Nếu như mà đối phương có thêm một con nào đó có khả năng tiếp cận tốt để mà focus vào hai con support này thì hai support nó chỉ quay đầu bỏ chạy thôi, nghĩa là nếu mà Gyrocopter mạnh thì Gyrocopter đứng bắn thì rõ ràng là Ben với Rubik chả làm gì được. Bây giờ mình đang nghĩ tới một con Night Stalker offlane dành cho Complex City. Hoặc thậm chí có thể là Beastmaster cũng ổn. Chỉ cần Night Stalker đi vô Silent Ban xong rồi Rubik. Ok có nhất, nhất đi, nhất rồi xong nữa rồi sao. Bây giờ ôi bích cái gì vậy? Bích một hồi mình không hiểu gì hết, như vậy là sẽ có IO dành cho Complex City. IO nó IO bây giờ phải có con combo với nó, IO hoàn toàn không phải là một con đi lane mạnh mà nó sẽ là một con mà đánh bộ đôi mạnh, nghĩa là nó sẽ combo với một con hero nào đó trong team rất là tốt. Và LGD họ lựa luôn con Phantom Lancer dí thẳng vào mặt của IO luôn, một counter rất tốt vào IO. Tuy nhiên thì Phantom Lancer sẽ hơi ngại một chút khi mà đối phương có khả năng lia bóng quá ngon xanh kinh rồi ra Gyrocopter. Liệu là BL game này có tiếp tục lên Fury không khi mà cái Brood Dam thì không còn cho lựa chọn nữa và những lựa chọn lên đồ khác nó sẽ có phần nào đó hợp lý hơn so với việc là tiếp tục build cho mình một cái Fury cho BL. Bây giờ là 36 hero, còn standing của LGD là Nova, Jett Li, anh đi này mình không biết. Thiệt luôn, thiệt là thật sự là không biết. Thậm chí Real Master game này cho Complex City cũng ngon.
Thiệt, Real Master lấy Real xong rồi phân thân ra counter vào Ban với Tiny, cực kỳ thốn. Cái việc mà lấy bóng của BL đã có được Gyarados và Shenkin đảm nhận rồi. Còn bích như vậy thì thằng nào đi bích? Tự nhiên bích IO vô, tự nhiên cảm nhận thấy là bây giờ phải đẩy Shenkin ra offlane. Gyarados sẽ là carry, Undyne và IO sẽ là bộ đôi support từ phía Cầm Lấy City. Và bây giờ họ đang chờ một Hero Remix lại. Phải ban vào một Hero Remix từ phía LGD Gaming. Nếu mà mid mà đối đầu với lại BL hoặc Tiny. SF ban mất rồi, DB cũng bị ban mất. Cứ Razor mà tán thôi nhờ, mình cảm thấy một con Razor thì nó đâu có tồi tình gì đâu. Nó là một con hero tương đối là khỏe, nghĩa là khỏe và để mid game đánh nhau tốt với cái hút đam của mình cũng như là anti ra các kiểu hỗ trợ cho lane tốt, đứng tăng được cho Gyarados. Gyro mid thì nó lại không lợi hại bằng cái việc mà đẩy hero ra đi xếp lane, có thêm hỗ trợ của IO thì rõ ràng là hero đi up lane bên phía LGD. Cho dù là LGD họ đẩy chip lane lên, mình nghĩ là cái chip lane của Cầm Lấy City vẫn mạnh hơn. Nếu như mà đi chip lane, còn bình thường thì up lane khó mà đánh được với Helicopter và IO lắm. Tại vì có focus bao nhiêu thì IO nó sẽ regen máu cho Helicopter. Còn thêm cái nối link tăng tốc chạy cũng như là tốc đánh của Helicopter thì nó bắn cực kỳ nhanh. Ngoài ra thì Cầm Lấy City cũng còn đó với mình là lựa chọn tinh cơ. Bây giờ ban khá là lâu, quyết định là ban Viper. Bích cho mình đó là cuối cùng cũng đã có một team chịu bích con Razor này rồi. Mình đánh giá cực kỳ cao Razor. Đơn thuần tại vì nó hút đam, nó đã focus chết được một thằng carry trong combat rồi. Cứ vào combat hút đam là coi như một carry đang phi xịt, gần như là phải quay đầu bỏ chạy ra khỏi combat để mà né được cái hút đam, không để đối phương lấy được quá nhiều đam và bản thân không còn đam thì sẽ chả lấy gì để đánh nhau nữa. Razor bích này, cái lượt bích Razor này cũng hướng tới cái bên phía Cầm Lấy City luôn, nghĩa là không cho Cầm Lấy City bích Razor, họ ban Viper bích Razor. Bây giờ Cầm Lấy City còn tinh cơ Storm mà Cầm Lấy City bích vậy 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 thì tự nhiên mình nghĩ tới con Lina, thật sự là mình nghĩ tới con Lina luôn. Ok, không phải Lina mà đó là Deathtrack, cũng tương tự như Lina, đó là một hero khả năng đeo đeo đam phép tốt và có bộ skill AoE khả năng lia bóng BL cực kỳ khủng. Ok, Led Truck cũng được, nhưng mà Led Truck nó lại cần nhiều đồ Lina để mà đủ để mà đứng sống, tại vì Lina nó chỉ cần nó đi ăn mạng ngon hơn Led Truck nhiều. Led Truck thì phải dựa vào đủ đủ đồ để mà anti được lâu cũng như là cái lượng máu nó không phải là quá lớn. Bích Led Truck liệu là có một lựa chọn nguy hiểm cho Cầm Lấy City hay không? Được một cái là nếu mà đánh xanh thì Led Truck bút trụ cực kỳ nhanh. Mình cũng không hiểu tại sao là Cầm Lấy City họ lại bích Led Truck. Và Led Truck sẽ là hero đi mid Jesse với Zero Copter. Ok. Led IO. Cho Led Truck lên tăng IO regen máu bây giờ mà. Nhưng mà cái việc mà quan trọng nhất là LGD họ có được BL, nó mà bảy BL với Tiny nó mà focus tốt á, chỉ cần focus thẳng vào IO luôn để cho Led Truck quẩy một hai nhịp cũng không sao. Ok. Cuối cùng thì game thứ ba này cũng đã bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng xem là hai bên họ sẽ làm gì ở game đấu quyết định này đây. Điểm qua về đội hình của cả hai team thì bên phía Cầm Lấy City, Undyne cầm ở KL, Liam, Electric, Jesse, Aerocopter.
Như Red IO và Mu là người cầm sân kinh, trong khi đó thì LGD, A, Phantom Nation, Somerset, Razor, Nova, Ben, FI, Rubik và Charlie là người cầm Tiny. Như vậy chúng ta sẽ có là một con Razor đi mid BL. Ok. Vậy là BL sẽ plan Tiny of plan Tiny. Charlie hình như là thanh niên. Charlie là thanh niên đánh đánh carry, như vậy là trời ơi, đánh ba con luôn hả? Ok, đánh ba con và đẩy cho Ben và Rubik trở thành giống như là hai hero. Có thể là Ben sẽ đảm trách nhiệm là một sập bán máu hoàn toàn, cầm một đôi giày ở game này luôn. Ai ơi, sẽ được nhường rune thôi, nhường lấy cái rune này sớm, mua ta mua battle ra hỗ trợ tốt hơn cho lấy truck ở cái lane mid này. Khi mà đối đầu với anh sẽ là một con hero tương đối là khỏe ở vị trí đi mid Razor. Cầm cây lên mày, giờ đây cầm cây lên nhìn rất hổ báo. Cái gì đây, cái gì vậy, what the fuck? Ôi ôi, Rubik nhà giàu. Ok, đây là một con Rubik vô cùng giàu có. Nó khảm cái gì vô vậy? Rồi khảm xem vô cái cây gậy, xong rồi tự nhiên cái người của nó đi, nó lại có cái gì nữa. Rồi kêu hình như là cũng có tác dụng thì phải, đúng không? Lát nữa mình sẽ để ý. Mình cũng không biết mấy món đồ này lắm. Cục gem này là cục gem Blitz Halucation. Nổi vào, regen máu mà lại không để cho Gyrocopter đi xếp lane đối đầu với Tiny, để đi lên top và đấu với chip lane của đối phương. Cũng hơi thốn một chút đó ở giai đoạn early, khi mà Gyro vẫn chưa có được lượng level ổn định, cộng thêm hai sập tay dài nữa. Giờ cộng skill 3 để bắn luôn, quyết định là không cộng được skill 1 sớm, tại vì anh biết được là cái việc tiếp cận của anh tương đối là khó mà tiếp cận được hero đối phương. Tận dụng skill 3 bắn Harass và hai con sập thì có vẻ như là hợp lý và hiệu quả hơn một chút. Tuy nhiên thì hai support tay dài và khả năng Harass cực kỳ mạnh bởi cái đổi máu của Ben bằng cái Ransap cũng như là Rubik với cái nhấc lên của mình, và trừ đam đối phương bằng skill A dựng xét lan tất cả cái kiểu thì nó sẽ khá là thốn. Nếu mà Gyarados có một pha mà Yolo đi lên bật skill 1 các kiểu, bây giờ Rubik anh đang đi lên, tuy nhiên anh không có skill 1 cho mình, chỉ là những pha giật xét và đang là Harass từ phía cả hai team thôi. Bật skill 3 lên bắt đầu là tiếp tục bắn với Gyarados. Tuy nhiên thì lượng đam ở giai đoạn hiện tại khi mà bị Rubik trừ giật xét cái trừ mất 20 đam mà bắn đâu có còn thốn nữa đâu. Ở đây thì Liam đánh cũng khá là tinh tế mà anh không chủ động sử dụng cho mình skill nào để Harass kìa. Cộng max stun trước, sau đó là chỉ cần đấm tay lên Harass thôi, còn xài skill 3 Harass nó sẽ bị giật sét ngược của Razor, nó tương đối là khó chịu, không giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Trong khi đó những màn đi cây của anh Dai vẫn lấy được lượng máu của đối phương cũng như là lượng strength khá là tốt cho anh Dai. Ở cái lane này anh có lúc nào đi cây mà trên 1000 máu như vậy thì những con support sẽ ngại trong việc đi ra lên đi cày cái nhẹ nữa, có cộng sao rip luôn hay gì mà cộng như mình, đó là điểm cấm cộng. Vì cái cọc của level 1 cũng tương đối dễ phá, đối phương có hai hero tay dài nữa, cộng một cái sao rip gây bất ngờ với việc trip lane. Trip lane thì cái việc sao rip nó sẽ đau hơn rất nhiều, có thêm cả hero đứng nữa, càng đông càng vui. Cái sao rip là nó dạng dạng như vậy. Xanh kinh được cái là xanh kinh đi với lại Tiny thì xanh kinh khỏe, tại sao lại không đánh nhỉ, phá bình máu nữa. Ok, vậy là Tiny luôn lách tốt và Charlie anh không mất cái bình máu lớn với mình. Senkin đi lane này, Senkin là người khỏe nhất, tại vì đơn thuần nó sẽ đi với một hero tay ngắn thì Senkin chưa bao giờ sợ bất cứ một carry tay ngắn nào cả. Vừa mới nói thì Mu anh bị cho mình một cái Avalanche vào đầu. Ok, fine. Có nhấc lên được vị trí của IO rồi, focus là chuẩn bài, mình đã nói rồi. Bây giờ nhắm focus chỉ nhắm IO thôi, khỏi nhắm cái khác, nhưng mà sau rip lên regen rất nhiều máu của IO. IO anh bị một phóng giáo vào đầu, cuối cùng thì mạng Fizzlet cũng đã bỏ lại. Trong khi đó Ben đang bị truy sát, Ben bấm stick lên cho mình. Ransap vẫn chưa hồi xong, một decay cuối cùng của Undyne đã kết liễu được cái mạng của Ben. Undyne bây giờ có 8 kẹt decay, Tomahawk thì đang cắm vào mặt của Rubik, tuy nhiên việc dí theo là hơi tương đối khó. Dí theo vẫn đắm được, nhấc lên kịp thời của Rubik, nhưng mà quan trọng nhất anh vẫn chết.
bắn với theo Jesse đủ để kết thúc mạng của Rubik mà không cần cái đấm tay đó của Undyne. Có đám nè. Vậy là sorry các bạn, mình chưa đọc cái update này, như vậy là nó không có phản như lúc trước khi mà chính skill target nữa mà nó sẽ random. My bad. Trời ơi, đi cây thốn nha, Tôm Hóc thì vẫn cấm BL, anh không cộng cho mình. Vậy là không, thay vì mà cộng 2 điểm, skill 1 như vậy là bình thường 1 điểm 4, anh lại cộng 2 điểm của Phantom Road, để mà tiếp cận đối phương dễ hơn. Giờ quyết định là tiếp cận IO à. Nhập lên. Ở đây. Bây giờ làm sao đây? Cố gắng truy đuổi theo vị trí của Rubik, bị dính Tomahawk rồi. Tuy nhiên Rubik bây giờ nằm xuống, BL đang lẻ loi. BL bây giờ bắt đầu mới cộng vào điểm skill 2, nhưng mà anh đang bị dí rất sát. Cố gắng búng đi. Búng đi lần này thành công, nhưng mà hai cái bóng ở lại, còn người thì đi hơi xa. Pha đó mà búng làm sao mà hai cái bóng nó ở gần mọi người. Cái người thì ở gần, hai cái bóng nó đi xa thì mới hài hước. Cây vào đầu mày nè. Bây giờ sau cái màn mà trao đổi chiêu thức ở cái chip lane trên top này, bắt đầu là support phải đi nhiều hơn. Undyne cũng đã đi ra mid để mà hỗ trợ cho Electric. Trong khi đó thì chỉ còn mỗi IO và vị trí của Helicopter ở đây thôi. Cảm nhận thấy Helicopter tương đối khỏe cái lane này rồi. Phá cái Tomahawk thành công. Tomahawk không cắm được vào đầu của Rubik. IO vẫn đứng đợi chờ, đứng xa một chút, không để đối phương tiếp cận được. Sau đó là nếu như mà Helicopter bị focus thì anh hoàn toàn có thể nối link rồi gain máu. Zero chủ động mua luôn cho mình cái Infusion Raindrop để mà lấy được một chút gì đó khả năng sống sót. Nếu mà đối phương bắt được, giảm cái lượng đam phép. Kiểu như nó cắm giáo vào hay là giật xét nó cũng không còn thốn như trước nữa. Mở đá bi lên. Bụp, đang đập đá vào đầu. Đập đá, tuy nhiên đập đá không đau lắm. Bây giờ là di chuyển vào từ Gyrocopter. Gyrocopter bắn hơi đau. Quan trọng nhất là tay đi cũng đã đi lên. À, và lên hai người, nối máu regen. Tiếp tục là Jesse, anh được sau rip. Anh có cả Epicenter để cắt. Trời lộn, sorry các bạn. Đó là SK đã di chuyển lên. Một người đã nằm xuống, đó là bên vị trí của BL. Đang sử dụng mình cái Phantom Rock để mà chạy đi. Tuy nhiên Tomahawk vẫn đang cắm rất đau. Và đó là một cái sau rip cuối cùng. Vị trí của Gyrocopter vẫn đang còn sống, lượng regen máu của IO là cực kỳ nhiều. Mù lần này thì có vẻ như là anh chết rồi. Tuy nhiên pha di chuyển lên của anh mà sử dụng như mình Epicenter giúp cho team kết liễu được mạng của đối phương khá là tốt trong tình huống vừa rồi. Sau tình huống vừa rồi thì BL cũng như là Ben nằm xuống, lợi thế về tiền là dành cho Complexity, 400 gold và 500 kinh nghiệm. Tuy nhiên họ tốn rất nhiều TP. Gyrocopter bắt đầu di chuyển xuống boss và BL cũng tương tự đi xuống luôn. Hai thanh niên không rời xa nhau như chưa hề có cuộc chia ly đâu đó. Charlie anh có được cái mạng của Undyne. Undyne những pha sau rip cũng như là DK cực kỳ thốn. Chưa kể là IO regen lượng máu khủng khiếp cho Gyrocopter nữa. Bây giờ mà nhắm IO mà nối dây vô Gyrocopter xong rồi bắt đầu bật skill 3 lên nha, xong rồi Undyne nó regen máu với IO, bắt đầu Gyro regen máu giật lên, hai thằng gần như là bất tử trong combat luôn. Bây
do có trong stun ra của SK. Tuy nhiên Rubik thì không còn quá nhiều máu. Bây giờ Rubik làm sao stun được vị trí của Marble Somers rồi. Tiếp tục là truy đuổi theo của Liêm. Anh đang bật anti và anti của anh đang làm một nhiệm vụ khá là thủng. Tiếp tục là chọc stun tốt của SK. Tuy nhiên thì Razer vẫn chưa chết. Một stun cuối cùng thì cái mạng của Razer cũng chết. Vị trí của Liêm thì tương đối là khỏe với con IO. Ôi nó regen máu. Công nhận là đáng lẽ ra là nó chắc có thể là kết liễu được ở tầm 10 giây trước rồi, nhưng quan trọng là cái regen của IO tương đối thốn. Bây giờ IO bị tót ra rồi, anh vẫn còn cái nối linh cho mình, nối linh về rip, nhưng mà bị nhấc lên của Rubik, nhấc cực khéo của FI. Anh không nhấc sớm mà đợi cho IO vừa nhớ cái nối linh thì anh nhấc. Cái mạng của IO lấy chắc nằm xuống. Nova, anh bị nhìn thấy, anh bị phá bình mana, bây giờ ngủ lại anh đai mà đi về thôi. Và Caravan vẫn chưa có anti cho mình, ngủ lại câu kéo đợi chờ Razer đi vào. Razer bắt đầu hút đam được, có Ransap, một đấm khá là thốn Razer. Ransap có vẻ như là Ben anh cộng mắt vào điểm Ransap luôn. Vừa thấy Ransap thốn vậy là biết rồi. Diabolic chỉ là một điểm, khả năng là bút trụ không phải là quá cao, nhưng cái Diabolic này nó có một điểm mà nó nổ trụ rất là đau. Lúc nào mà nó chạy ngon. Bây giờ Avalon vào tót ngược IO ra phía này, IO nối linh ra phía này và không có Rubik trong tình huống vừa rồi để mà kịp thời nhất lúc mà nó nối linh thì vẫn lùi về được IO. Nhìn IO nhìn vuông vuông vậy mình không thích nha, mình chỉ thích con IO như trước thôi, một con IO cũ kỹ tròn tròn. Nhìn con IO này nhìn nó giống hạt hình vậy. Là giờ di chuyển lên top từ phía thành viên của Complexity. Network hiện tại thì LGD các con họ vẫn đang farm tốt, và stun cực kỳ hay luôn, không còn cái búng nữa. Bây giờ focus của IO cũng chết rồi, làm sao mà giết được IO. Stun rất tốt của Electric cho mình uống vừa rồi, BL vừa búng đi thì anh phải chết, và IO là người ăn mạng, nó đang hát, các bạn hãy nghe tiếng hát của nó. Dưới này thì Mu anh đang phủi cát nhưng mà cố gắng đép trụ, mà đối phương cũng chẳng có đết hay bất cứ một cái gì cả. Hai điểm vào phủi cát tương đối thốn và Lyric cũng khá là nhanh. Tiny hướng tới thẳng và Linh như là game đấu trước. Trong khi đó thì BL, như mình đã nói, bây giờ BL Fury sẽ không còn được chuộng nữa khi mà Lucian không còn bonus đam và rip từ Fury, cho nên là BL sẽ chuyển qua lên defu bắt người nhanh hơn, ngủ lại được vị trí của Helicopter rồi. Nhưng mà liệu có ai lên phụ anh hay không, mình thấy Ben hơi lẻ loi, cố gắng anti ra bị stun trúng của Deathjack. Mình đã nói là tự nhiên Ben nó rất là lẻ loi ở cái khúc vừa rồi, top lên có vẻ như là kết thúc được mạng của Gyro rồi. IO thì không kịp nối linh để mà regen máu, bây giờ đó là nối linh về phía bên này. Deathjack thì đang đứng, Deathjack giảm stun được, IO sử dụng cho mình reload cat luôn, lôi thanh niên này về, hai người cùng regen, sau đó quay trở lại. Vậy quy định là TP ra trước từ phía của Deathjack và để cho IO lẻ loi quay lại vị trí đó. Ok, à không, đây IO về rồi. Một đấm với chắc chắn là phải chết thôi, cố gắng câu kéo cắm được cái cọc ra. Để chắc lần này thì đã stun hụt, quan trọng là Razer đang đứng ở giữa ba người của đối phương thì làm sao Razer có thể chạy. IO vẫn đang tông tốc chạy, để chắc có bút ơn thẳng vào mặt của Rubik, liệu là chắc anh có kịp đi theo để mà stun hay không. Tuy nhiên Rubik đã đi khá xa rồi, lùi về thành công. Bây giờ thì Tiny đã có được cho mình Blink và những đối tượng cần phải hoảng sợ trong tình huống này. Đó là IO, đó là thậm chí cả Electric và Undyne toàn là có thể chết trong vòng một đánh nhạc bởi cái combo của Tiny. BL, mày một phóng giáo vô đầu nhưng mà phóng giáo không đau lắm với Mu. Khi mà Mu anh đảng là 10 lượng máu là tới 1k rưỡi lần. Stun ra ăn cắp được, trời ơi ăn cắp ngay cái phủi cát. Nếu như mà pha vừa rồi ăn cắp được cái stun thì nó đã lợi hại hơn rất nhiều, nối dây regen luôn cho Mu.
Chủ boss ở bên phía MCD họ ăn xong rồi. 10 đều. Kèo đấu vẫn đang rất là căng. Trận trước lợi thế là không nhiều từ phía cả hai team thôi. Ngang kèo nhau hết. Và nếu như mình lần nhận xét lineup thì rõ ràng là bên phía của Complex City và cũng như LCD thì lineup của họ, nếu mà vào cái bát tổng thì Complex City có khả năng hơn một chút, nhưng mà đánh về late game thì chưa biết là mèo nào cắn miểu nào. Tại vì đơn thuần thì tuy là lia bóng của LCD tương đối nhanh đó, nhưng mà combo tiny chưa kể ở Ben vẫn là hai con sập tương đối là khó chịu. Bắt đầu bút vào mid để với center các kẹo bắt đầu gồng rồi, chạy ra chọc tinh vào đây, nhưng mà lần chọc tinh này là không trúng, dính vô Avalanche mù. Anh vẫn còn sống, anh vẫn còn vũi cát cố gắng ra sáp ra, nhưng mà mù vẫn chưa chết, ngủ lại được. IO vẫn đang sử dụng cho mình đó là cái giảm đam từ skill 3 để mà mù có thể sống sót. Mù vẫn chưa chết kìa, Tot ngược lên, mù vẫn còn sống, anh vẫn đang lùn lách chạy đi, cắn sai nhưng không thành công để giữ cái mạng của mình lại. Tiny thì đã nằm, mù cũng đã chết, vị trí của BL thì không còn bốn cho mình nữa. Bị lách trắc đuổi theo, như vậy có một DK và sau rip đến từ Undying và kết thúc được cái mạng của BL. Phía bên này Ben bị cái đá bi nhìn thấy, liệu là có ai đó di chuyển ra hay không đây. Thật ra là có đó, nhưng mà Ben đã đi rất xa rồi. 2-1 và đổi cực kỳ lỗ cho LCD trong tình huống vừa rồi luôn. Họ chỉ lấy được một con upland thôi, mất cả hai co. Thật ra là Tiny cũng là upland, nhưng mà bây giờ họ đánh ba co mà, cho nên là tính là hai co luôn. Bây giờ ngủ lại được vị trí của Jesse. IO anh không còn cho mình cái nối linh nữa để mà nối linh regen cho Gyrocopter. Avalanche IO đã bị shut down rồi. Bây giờ tiếp tục là Gyrocopter, anh đang đi vào khu vực Roshan. TB về, liệu là Ben có kịp làm gì không? Mình nghĩ là sẽ TB về thành công. Avalanche không còn nữa. Giải này là giải Talent rồi. Chọc tên hai người nè, phủi cát ra nè. Rubik thì đang đứng ở đây, nhưng mà Rubik lại không cầm cho mình Dirt hay là Sentry gì cả. Không có chu sai thì rõ ràng là rất là khó để focus được Mu. Chưa kể là bây giờ Mu còn có cả Blink cho mình rồi. Item tiếp theo thì có thể lên cho mình Lotus hoặc Tap, cái nào cũng được. Lo tới thì counter lại khá nhiều skill của Ben, Rubik cái kiểu. Đang ăn được Rodin V, có Ambassador nhưng mà đi vào khu vực có Senchi. Và bây giờ anh bị focus rồi, anh đang bị dí rất sát, BL ngủ lại rồi. Tiếp tục là đứng đợi thôi, đợi skill hồi xong, tắt ngủ phóng giáo vào đầu. IO đang có Rioket lên, liệu là có cứu được hay không? Như vậy là Rioket mang luôn cả Gyrocopter lên. Bây giờ người trả giá đầu tiên là Razor, đang dí rất sát vào vị trí của Nova. Nova không thể chạy đi thành công. Tiếp tục là mạng dành cho Liêm, có double kill. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Nâng cấp được cái đồ elite. Để chắc bây giờ đang gồng gánh game này khi mà lên được nhưng mà là cắm Tarin nữa thì tương đối là khỏe. Có Tarin nữa, lượng regen máu của chắc luôn, bật skill lên là cao. Theo cả IO đứng vào thì nó hoàn toàn có thể quẩy. Tiny lên Eco Saber tăng cái lượng nút đam của mình với cái combo đánh được hai cái. Bây giờ chỉ là một cái như trước, là một cái đánh với, thì bây giờ sẽ là Avalanche top xong rồi chắc chắn rõ hai cái vào đầu đối phương. Với lượng đam gần 200 như vậy thì đó sẽ là 400 đam. Bây giờ đó là móc ra nhìn thấy, trời ơi lên lên hơi trễ rồi. Avalanche được top lên các kẹo giờ chết. Giờ dù đó là con Dayan nhưng mà vẫn chết. Bây giờ thì máy bay làm gì đây? Máy bay anh muốn nhào vào, nhưng mà nên nhớ là có cả bên và có cả Razor đứng ở đây thì rõ ràng là máy bay không nên mạo hiểm mà đi vào, quyết định lùi về thôi. Giờ thì LGD họ bắt đầu dẫn lợi thế lại nè.
bắt đầu là 3k network dành cho họ, XP thì khoảng 4k, con họ thì cả ba con đều xanh, nhưng mà mình đã nói là ba hero này nó sẽ lên đồ dạng carry hết luôn, nghĩa là ba con thậm chí đó nếu mà có thì Razor sẽ... không có ai mà đánh ba con và để cho Rubik ban cái kẹo sẽ là hai support bán máu trong game đấu này. Rubik thì được để dành hơn một chút FI, sập 4 thì đang để dành tiền lên Blink. Trong khi đó thì Ben anh sẽ cầm một cái giày ghẹ, một cái giày máu và cái stick. Có vẻ như là sẽ cầm hai item này cho hết game luôn. Nhưng mà bên phía LGD họ không lựa chọn mình một con nào thật sự gọi là một annihilator nhiều. Có Tiny, Tiny thì có khả năng mở comeback. Charlie đang đánh vị trí carry bên phía của LGD. Jairo quyết định rút thẳng với mình BKB sâu trong. Ở đây chọc tin được Rubik rồi, có vẻ Rubik phải nằm thôi. Rubik thì anh cướp được cho mình, đó là cái mũi cát, dẫn mũi cát đi được kìa. Bây giờ đá bi vào bị dính ơn, hơi thốn. Rồi cuối cùng thì anh cũng phải chết. Trong khi đó Somrush anh đang đẩy cái lane bot lên rất cao. Lane bot gần, rip gần tiến tới cái trụ này còn nửa cây máu rồi. Và sẽ là quyết định lùi về sau khi bút xong cái trụ 1 ở mid từ phía Complex City. Complex City bây giờ cái lợi thế của họ đó là họ vào cái bách tổng thì tương đối khỏe. Tuy là có Epic Center có cho mình đó là Deathtrack, nhưng khi đó LGD họ ngại nên là cũng né con bắt ra. Và bây giờ cái việc mà bên phía của LGD làm là phải làm sao mà ép được LGD họ lao vào con bắt, còn nếu không thì cứ slip boost lên dày thì cái kèo đấu nó sẽ ngang kèo cho tới tầm phút thứ 40. Và tới lúc đó thì BL nó đã đủ khỏe để mà quậy chết được những con như dạng như là IO hoặc với cái defu của mình trên người và lượng máu đủ thì Electric sẽ cực kỳ khó chịu trong combat khi mà mana của anh bị bên hết. Helicopter. Ý tưởng là sau BKB sẽ lên kiếm chéo. Đã có BKB cho Razor, Helicopter. Cũng cầm cái gì lên vậy? Ok, như vậy là quyết định là lên kiếm chéo không lên BKB nữa. Quyết định là BKB Fodder Wit và trù với boss nó được LGD họ boost xong. Bây giờ liệu là họ có di chuyển lên top để mà đép hay không? Cái thành viên còn lại của Complex City thì đang cực kỳ hổ báo, đang muốn boost vào hai round đối phương luôn thì phải bật Double Lead lên rồi. Với cái lực boost của Complex Truck ở thời điểm hiện tại là tương đối nhanh, kéo các bạn thấy kéo máu trụ cực kỳ nhanh, cắm cọc xuống luôn của anh Đài. Bắt đầu là tỏa xét ra của Razor nhưng mà trụ thì vẫn đang nằm xuống dần dần. Liệu là ai đó làm gì không? Có chọc tình rất tốt của SK, không cho Tiny sử dụng được cái combo của mình. Bây giờ Tiny đang bị phong kết vào, đến cắt đang bật cho mình anti, quậy chết được Tiny rồi. Trong khi đó thì BKB lên của Razor, hút đam vị trí của Razor Hunter. Dù là regen máu cực kỳ nhiều của IO nhưng mà đi đâu két đi thì hơi chậm. Bây giờ lại Epic Center nổ ra, sau cái BKB thì mạng của Razor cũng sẽ phải nằm xuống. Ba mạng đã nằm, Ben ở đây, ngủ lại thì làm gì khi mà IO nó đang regen máu với Electric. IO lôi Electric quay trở lại, bài bắt ra của Tiny. Trong khi đó thì vị trí của Rubik, anh đang ngắm skill, anh ra anh vùi cát nhưng mà cuối cùng thì anh cũng phải nằm. Và đó là hai cái bài bắt. Một pha mà toàn bộ đội hình bên phía của LGD họ phải nằm xuống những huống vừa rồi và tốn cả hai bài bắt của Co, BL và Tiny đã phải bài bắt ra và ép đối phương đi về. Nếu không thì rõ ràng đó sẽ là lợi thế một lane dành cho Complex City, một pha combat hoàn toàn thắng lợi. Và bây giờ lợi thế game đấu quay ngược lại dành cho các thành viên của Complex City. Đã là 20 chạc Bloodstone cho Electric. Và tiếp theo Electric sẽ build luôn cho mình cái bài. Và với cái bài trên người nữa, cái lượng nút đâm phép từ BL cái Ransap. À không, Ransap thì không tính rồi. Với cái bài thì lượng nút đâm phép qua Tiny, cái kẹo của Đà Điểu sẽ không thể nào mà kết thúc sớm được Electric trong combat cả. Và nó sẽ đứng, nó quậy, nó regen. Rõ ràng là rất khổ cho những con như là BL trong cái game đấu này. Lựa chọn bích BL. Nổi rồi, mấy con Golem nhìn thấy nó phức tạp ghê luôn á.
ông này lên đồ đúng kiểu là thay đổi sành sạch luôn á, lúc thì lên BKB, lúc thì lên kiếm chéo. Có vẻ như một cái BKB từ đầu thì sẽ lợi thế hơn rất nhiều Roboter đơn thuần, rồi vì họ có được lượng đam của Electric rồi, cho Roboter chỉ cần đứng tăng đứng bắn được một chút thôi là được, điều phụ đam thôi, nó không phải là đam chính trong game này. Bên phía Complexity sẽ thuộc về Electric nhiều hơn. Zero rất là thọt luôn, nhìn đi nhìn lại Zero mới chỉ cho mình lên level 14, chưa có được level 15 để lấy cái talent 3 cộng 3 lắc canon attack. Cái talent này cực kỳ lợi hại cho bọn Gyrocopter. Ước mơ của bọn Gyrocopter là có thêm lắc canon để bắn nhiều hơn. Bây giờ nó có được cả cho mình đó là talent làm được điều đó. Quýt trụ thôi, Demolish nổ, trụ 1 này sẽ nằm. Trong khi đó các thành viên còn lại của LGD họ đang smoke. Mà nếu như muốn ăn Roshan thì cũng hơi khó. Đam của họ không có, đam của họ không đủ để ăn Roshan. Bắt Gyrocopter bây giờ là hợp lý nhất. Bây giờ sẽ là Teddy và Linh vào. Có tốt lên được cái gì vậy? Sao lại tốt con Grip? Liệu là có phong cách được Gyrocopter hay không? Có relocate ra phía bên này rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là ngủ lại được IO. IO relocate hơi lỗi. Và cuối cùng đó là một pha smoke tốt. Còn được thêm cả cơm thêm, đó là cái mạng của IO nữa. Tuy là một pha tốt hơi Sida của Tiny nhưng mà họ vẫn đủ đam. Đơn thuần vì không có ai có dấu hiệu là sẽ TP về bắt cấp cơ. Vậy là SK có nhấn TP nhưng mà vì một lý do gì đó anh cancel luôn cái TP của mình. Bây giờ thì di chuyển qua Isaac từ phía của LGD. Rồi xem với việc là Gyrocopter không chịu lên BKB từ sớm nè, lên cái Yasa. Coi men mày quậy ở đâu, quậy quậy qua bên tới hai ba thì tiếp gì nó cho nó ban tội rồi phải qua đây thiếu coi men má Facebook kiểu hơi men kênh á, thanh bình và lờ luôn, không ai cãi lộn, không ai có, không có thanh niên nào vào nói kiểu mấy câu xàm xí đú gì đó. Bây giờ nhấc lên mu có ăn cắp skill lại, ăn cắp cái phủi cát. Thanh niên Rubik này sao tối ngày ăn cắp phủi cát rồi, bây giờ TP về của Rubik. Nhưng mà đó là sẽ tin lại này thì ăn cắp phủi cát chết đi cho vừa. Phía bên này có vẻ như là BKB TP. Ok BKB TP rồi, chả lấy gì mà cancel được nữa. Strange to say. Radiant's middle tower is under attack. I have no reason to lie about such things. Thù dai. Giờ là bút vào thôi. Bot lên các kiểu vị trí của Gyrocopter. Tuy nhiên Gyrocopter đã mất BKB rồi. BKB lên bây giờ thì đó là một mạng chết, đó là cái dịch của BL. Liêm vẫn đang đứng quẩy, anh con thì mình cái vai Bloodstone các kẹo, nhưng mà tuy nhiên IO lại nói chạy về Dairo để mình regen. Bây giờ thì Lết chắc đã nằm, anh thì hồi sinh lên rất nhanh, quan trọng hồi sinh lên thì lại không tham gia được combat này. Ben đã chết, các thành viên khác còn lại đang muốn dí. Epicenter đang muốn nổ ra, tung ra Epicenter nhưng mà bật BKB ngược lại của Razor. Lượng đam của Epicenter hoàn toàn là không có, tỏa xét ra hút đam được vị trí của Gyrocopter. Bây giờ thì Gyrocopter cũng đã chết. Bây giờ thì SK chạy đi đâu con sâu, bốn người nằm lại, thậm chí đó là năm người. Lấy chắc nó chết từ đầu rồi, đứng AFK ở nhà luôn. Kiểu thôi tao chết rồi tao buồn quá, tại sao mày lại regen máu cho Gyrocopter mà lại không phải là nối linh cho Lấy chắc trong tình huống vừa rồi. Bây giờ Lấy chắc anh quyết định là lên cho mình giáp băng, tự lực cánh sinh thôi. Thank you.
to say Radiant's middle tower is under attack. IO này là IO mà không hiểu tại sao luôn á. Chỉ có đi thì gánh máu thôi, còn mình chưa thấy một pha nào mà ngoài cái pha, ngoài trừ cái pha mà lôi ra helicopter lên top ra thì anh vẫn chưa có một pha nào mà rượu kép cứu tim kiểu dạng nào đó. Bây giờ thì BL quyết định lên hết, lên đồ cục súc đủ mà đứng regen máu và chống chẹo được cái combo rút đam từ phía của Electric cũng như là vị trí của Sankin. Sankin nhìn thấy BL kìa, chọc tên BL kìa, nhưng mà ngay lập tức là bị Rubik nhấc lên, có chọc tên ngược lại BKB lên của Helicopter. Ngay lập tức là BL anh búng đi và anh thoát khỏi combo đối phương. Trong khi đó tại sao Razer vẫn đang một mình? Razer bật BKB vào giết IO, tuy nhiên anh bị chọc tên đây rồi, phá cọc từ phía của BL. Ben đang ru ngủ lại được một người nào đó, đó chính là vị trí của Liêm. Liêm anh bị BL bên hết mana rồi. IO lần này thì đã TP ra và anh cọ lộn bài bắt ra và TP thành công, có regen máu và vị trí của Liêm. Các thành viên khác của LG đang phải bỏ chạy, bỏ chạy người mà bị dí đó chính là Tiny. Tiny liệu là chạy đâu được khi mà anh bị dính cái anh hai hoàn toàn bị cancel mất cái blink, vẫn giết chết được vị trí của Mù trước khi kịp lên bảng điểm số. Ok, IO buộc lòng phải bay bắt trong tình huống vừa rồi. Bây giờ BL có vẻ như là anh vẫn muốn quẩy và nhận thấy đối phương không còn nhiều mana và nhiều máu nữa. BL đang núp, BL sẽ nhào ra, có nhấc lên của Rubik rồi. Chọc tinh là tốt của Rubik khi mà ăn cắp được chọc tinh của SK. Bây giờ là tiếp tục vị trí của KL. KL anh đây anh hết mana thì chạy làm sao mà được. Zarokopter cũng chỉ biết đứng nhìn thôi. Ở đây thì bạn không còn ru ngủ mà cancel TP của Deadtrack nữa. Deadtrack về được nhưng mà Zarokopter rõ ràng là không, khi mà đó là hai support của đối phương đuổi rất sát và hai support này đầy đủ cái lượng disable để mà giữ chân lại chờ BL đi tới để mà quật tôi ngủ hơi thốn. Bây giờ thì đó là chọc tinh tiếp của Rubik. FY thì đấu rất tốt với cái chọc tinh nâng cấp được của SK trong những pha vừa rồi. Bây giờ là 7k tiền dẫn trước từ phía các thành viên của LGD. Rõ ràng là Complexity, con IO của họ đang thể hiện một cái chút gì đó hơi lỗi. Khi mà nói chung là sao sao mình cứ cảm thấy là IO thì nó đứng ở ngoài đợi người ta focus vào rồi sau mới vô nói linh rồi đâu két rồi các kiểu là đều cho Let's Crack. Cứ đứng mà đứng chung xong rồi lộ cái mặt ra mà nói linh kiểu vậy thì rõ ràng là cái mục tiêu focus chính dành cho các thành viên khác rồi. Yeah, cho luôn cái bình mana, lại xin bình mana của Rubik. Bây giờ regen mana đó là BL tiếp tục quẩy thôi, có thêm cả Manta rồi thì người khổ rõ ràng là trắc. Với cái lượng máu của BL hiện tại, thời điểm hiện tại là lượng máu nó tầm gần 3k máu và lấy trắc rút đam thì không chết kịp cái bóng, và với việc là rút đam không chết kịp cái cổng bóng thì mana của lấy trắc gần như là bị bên hết. Và một con lấy trắc không có mana thì không khác gì một con phế vật cả, nhất lượt luôn cả Jesse kìa, nhưng mà Jesse có BKB rồi. Anh ơi làm gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ôi nhạy cảm BL luôn á, thề bốn thằng đứng đó mà cũng phải relocate nữa. Chỉ là một pha mà Rubik cố tình làm một cái chuyện gì đó thôi, nhưng mà IO rất là nhạy cảm. Gret relocate về ngay lập tức. Nice. Sao mà bình thường nó lại không relocate hay như vậy thì Complex City đã đỡ biết bao nhiêu rồi. Bình thường thì không chịu đi đâu két à, pha đó chỉ là một mình của Rubik và BKB còn trên người cho Raptor luôn mà vẫn đi đâu két bỏ tay. Mà đợi xem, có vẻ như là bị lem rồi, nãy giờ đang bị chửi tại sao biết cái pha cần đi đâu két mà không đi đâu két. Bây giờ mày để cái đi đâu két làm cái gì, để cao đao đúng không, để nhìn vào chân kia vui lúc nào cũng có anti. Nhưng mà thật ra thì đó là ý kiến của mình thôi, các team họ sẽ không chửi tới mức độ như vậy đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem làm sao mà Complex City họ liệu là có một game đấu lật kèo thứ hai hay không. Tiny bây giờ cũng sắm được cho mình cả cái BKB rồi. Razor kiếm chéo giáp băng cũng đã có chết người của anh. Trong khi đó thì BL hướng item tiếp theo sau cái Manta sẽ là một cái Butterfly. Khá là thốn, có thêm Butterfly, có thêm Agi, thêm Agi thì thêm đam thì tốc chạy. Và tất cả mọi thứ đều giúp cho BL khỏe hơn. Vị trí của Jesse đúc cho thẳng cho mình một cái mình kỳ kinh 3 chứ không phải là lên Manta trước.
Không, chưa kéo anh kinh ba lên, đang giấu đồ. Giờ đang là một pha smoke ra, Jesse thì chủ động lộ sai trước, đi lên này. Bây giờ là BKB lên của tay đi, nhấc lên được vị trí của Mu rồi. Mu bị tán, Mu bị chọc xanh của Dobit, Mu gần chết mà hiệu máu cực kỳ nhiều. Đó là hiệu máu của anh đây, anh đã với BKB và TB về. Nhưng mà ôi hết BKB và đó là lóc lên và đó là mạng của Tiny. Các thành viên khác còn lại đã phải bỏ chạy rồi, BL cũng không làm gì được. Ok, BL không làm gì được. Bây giờ tuy nhiên thì các thành viên của Complex City cũng đã mất BKB trên người của mình. Quay ngược lại và đánh nhau thôi chứ đời gì nữa. Không có BKB mà đi vào, bị điên à. Bây giờ là hai thằng. Và tiếp theo đó là chọc tinh cực kỳ tốt của Rubik giữ lại hai người. Rubik chọc tinh còn hay hơn cả SK. Và Liam cũng không thể nào mà chạy được trong tình huống này. Ai ô, còn relocate đâu? Không còn relocate nữa, bây giờ núp trong đó xanh thì làm cái gì được. Và anh chết, thật ra còn relocate nhưng mà không thèm relocate. Nói trắng ra là như vậy. Bây giờ thì cùng boost vào hai round, bốn người còn lại hoàn toàn không có như mình bay bắt, mà một mình lấy truck thì không đủ để mà quẩy cả đội hình của đối phương. Thật ra bốn thằng thôi, Tiny thì đang lên bảng đếm số rồi. Như vậy thì LGD họ sẽ dễ dàng chiến thắng này thôi. Complex City đánh càng về late game càng lỗi. Bây giờ thì là hai lane Mega, tuy nhiên cái top này vẫn còn cái trụ hai, có vẻ như là sẽ chưa phải là Mega Rift, chỉ là boost được hai lane dành cho phía LGD thôi. Xong nhà Millie Barak thì tất cả nắm tay nhau cùng về. Tuy nhiên thì cái kịch bản này khá giống với cái kịch bản của game 2 thì LGD họ cũng boost được hai lane từ rất sớm mà để cho Complex City lật kèo. Bây giờ liệu là có màn lật nữa thì Complex City hay không. Mấy con này hơi khó lật thiệt luôn, nó chắc hơi khó lật á. Tầm này mà co đối phương có BKB hết rồi. À và lên tót, trời ơi lúc đam kìa. Zyro vẫn kịp bật cho mình cái BKB. Nhưng mà quan trọng nhất là IO đã chết. IO bị BL focus rồi, bây giờ có BKB thì anh cũng phải nằm thôi. Let's cut gần như là chả làm gì được. Bây giờ đó là Showmate, ok giết được Showmate với game center rồi. Nhưng mà quan trọng các thành viên còn lại thì làm sao mà quẩy được BL bây giờ. Tiny tản với theo godline cho BL, Mu thì đang phải bỏ chạy. Tót, ôi Blink nhanh thế, Blink thoát khỏi cái tót ra Blink của Tiny. Vẫn trốn thoát được phía của SK. Nhưng mà quan trọng nhất là phía trên này thì anh Dai cũng nằm và bốn thành viên đã nằm xuống rồi. Let's cut sau cái thời gian early game cực kỳ xanh thì bây giờ Bloodstone chỉ còn lại cho mình 8 chẹt. Anh Dai chết để lại cái cọc. Bút tiếp thôi. Bài bắt ra của anh Dai. Ai ôi ra sớm hồi sinh. Let's Track cũng tương tự như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái kèo của họ bây giờ đó là bị dẫn network cực kỳ nhiều. Và Roshan thì đang được ăn bởi cái thành viên của LGD. Và khi cái con mà có BKB dày thì những con dạng điêu đâm phép như Let's Track nó gần gần nó sẽ phế dần ở giai đoạn late game thôi. Tuy là cái BKB bây giờ cao đao tôi đối lòng. Lúc trước BKB còn 5 giây thì nó sẽ giảm thời gian cao đao xuống, bây giờ mọi level nó đều là 70%. 70 giây, sorry. Nó 7 đó bạn. BKB bị sửa ở cái 7.08. Điều IO đang muốn lên cho mình đó là một cái limit kép giảm lượng đám phép cũng như là có một skill gì đó để mà trốn thoát khỏi Tiny. Nhưng mà quan trọng bây giờ thì bên phía Complex City họ phải làm gì đó, họ phải suy nghĩ một cách gì đó để mà lật kèo, và đó chính là một cái device đang muốn lên từ phía của Jesse. Lên device, ok lên device có thể lia bóng BL nhanh nè, bắn chết được cái thanh niên này nhanh và có thêm đam để cho Razor hút. Linh tiếng Việt 7.08 à? Không, cái update 7.08 nó cũng ít mà. Nó sửa có vài cái à.
Đại khái là sửa cái giao diện game một chút. Ngay đây thì các bạn có thể nhìn thấy scan rồi Fortify, nếu mà watch game thì nó sẽ hiển thị rõ hơn. Nhấn SLS thì sẽ hiện ra cái TP của ai có, ai đang cầm TP trên người là đó nó sẽ hiện. Còn mấy cái thanh niên nào mà không có TP thì sẽ không có, thấy không? Và TP đang có cooldown hay không. Rồi ngoài ra thì sửa một số talent, nớp lại tốc chạy của tinker. Còn lại gì nữa không ta? Lion thì hút mana có slow. Rồi BKB thì cái Mirror Hammer, cái gì búa này lại quên tên nữa rồi. Metal Hammer thì nó giảm thời gian cooldown. BKB thì tăng thời gian cooldown, nghĩa là không có giảm thời gian cooldown mỗi cái lần nữa. Trời, nhấc về stun hơi lỗi. Nhấc về nhưng mà dùng combo thì không được. Khi mà Robert anh nhấc về xong anh stun không được. Đại khái là vậy thôi. Ngoài ra còn gì nữa không ta? Hết rồi. À, có nếp Fury nữa thôi. Nếp Fury mấy con Illusion bay vào lên nhưng mà không thành công. Ok, đập cọc của anh Dai đã xong. Bây giờ chúng ta cùng xem cái màn boost 2 round từ phía của thành viên của FGD. Top lên, boom. Ok, cố gắng nổ ở bên center ra các kiểu. Và quan trọng nhất là mu cũng chết. Bật cho mình đó là cái red. Trời ơi, nhìn nó sáng cả bản đồ luôn. Hai cái giáp băng ra cùng một lúc. Bây giờ là tiếp tục hút đam và gõ IO thì đã tự recoil bản thân lùi về được rồi. Nhưng mà Gyrocopter đã chết, đã phải bay bắt ra của SK. Các thành viên của LG thì vẫn đang quẩy, Tiny vẫn đang đứng ở đây. Mất cho mình cái agent rồi. Quan trọng nhất là Tiny vẫn không chết. FY cũng tương tự như vậy, tuy là một con Rubik thôi. Epic Center bây giờ nổ thì chỉ trúng mỗi một mình BL. Cố gắng chọc stun BL, nhưng BL vẫn toàn cho mình cục chi đang cầm trên người. Thì ngại gì vết bẩn mà không đánh. Một người nữa là BL có cho mình cái mạng Holy Shit. Gót lại cái kiểu con là đều. Và cuối cùng thì game đấu đã ngã ngủ. LGD là người giành chiến thắng và 2-1 dành cho họ. Game đấu tiếp theo sẽ là game đấu giữa Minitsky và Empire.